Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chợ cóc họp tự phát tại mặt bằng 530 phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Lan tỏa thông điệp nói không với rượu bia đối với mỗi người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo chính quyền các địa phương xóa bỏ chợ cóc chợ tạm, tuy nhiên tại mặt bằng 530 phường Đông Vệ vẫn tồn tại chợ cóc họp ngay trên đường gây mất an toàn giao thông. Xung quanh các đường dẫn vào mặt bằng 530 thuộc phường Đông Vệ, vào các buổi sáng, chợ cóc họp một cách nhộn nhịp. Nhiều hàng hóa được bày bán tại đây đã thu hút lượng lớn người dân sinh sống trong khu vực, cũng như người đi đường. Việc buôn bán họp chợ diễn ra ngay trên đường khiến giao thông đi lại khó khăn, phải đi đường vòng để tránh khu vực họp chợ. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông, đề nghị chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp giải tỏa khu vực chợ họp tự phát sai quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về nói không với rượu bia, Hội lái xe 36 Thanh Hóa đã phát động phong trào đã uống rượu bia không lái xe đến toàn thể hội viên trong hội. Với nhiều khẩu hiệu đưa ra như đã uống rượu bia không lái xe, nói không với rượu bia, vững tay lái muôn dặm bình an, Hội lái xe 36 đã dán băng rôn logo lên toàn bộ xe của hội viên, đồng thời diễu hành trên đường với mong muốn lan tỏa thông điệp cho toàn bộ anh em lái xe cũng như những người tham gia giao thông hiểu rõ được tác hại của việc sử dụng bia rượu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiềm chế nỗi đau tai nạn giao thông do bia rượu gây ra thời gian gần đây, khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi người dân. Phóng sự sau đây của chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều ý kiến của người dân xung quanh vấn đề này. Sau nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội mà nguyên nhân là do lái xe say xỉn gây nên, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kêu gọi người dân hưởng ứng hành động không uống rượu bia khi tham gia giao thông và lên án đối với các hành vi uống rượu bia điều khiển phương tiện. Theo khảo sát của cơ quan chức năng, thực trạng sử dụng rượu bia của người Việt Nam đang ngày càng gia tăng và xếp thứ 3 tại khu vực châu Á, xếp thứ 25 trên toàn thế giới. Con số này cho thấy số lượng người uống rượu bia là không nhỏ. Chỉ cần dạo quanh thành phố Thanh Hóa vào các buổi chiều, nhiều quán bia tấp nập người ra vào và sau đó có rất nhiều người đã tự điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia tham gia giao thông. Có ai biết được rằng trong số đó có thể sẽ có người gây tai nạn cho chính mình hoặc người khác. Điều này là hồi chuông cảnh báo về việc lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông và điều cần thiết ngay lúc này là phải hành động nói không với rượu bia để thay đổi nhận thức của mỗi người. Khi mà tham gia giao thông thì không nên uống rượu bia. Đấy, bởi vì là khi mình mà đã là uống rượu bia mà còn tham gia giao thông thì nó gây rất là nhiều tác hại mà lại còn ảnh hưởng đến người đi đường nữa. Nên là đối với tôi là tôi khuyên mọi người là khi mà đã là tham gia giao thông thì tốt nhất là không nên uống rượu bia nữa. Thì cũng thấy là rượu bia tham gia giao thông là quá nguy hiểm. Nó không khác gì những vụ giết người hàng loạt cả. Quá nguy hiểm. Nên anh em chúng tôi lái xe cũng khuyên mọi người là từ bỏ rượu bia và đừng dùng chất kích thích rượu bia khi trực tiếp tham gia giao thông và nhất là đối với những người lái xe khách. Khi uống rượu uống bia thì không nên lái xe khi lái xe. Bởi vì là khi có các cái chất nồng độ cồn vào trong người thì làm cho con người ta rất là phấn khích. Nên cá nhân tôi là rất là phản đối về cái việc là khi đã uống bia uống rượu về tham gia giao thông. Bởi vì nó không có cái tác hại đối với bản thân mình, còn có cái tác hại đối với xã hội và những người khác xung quanh mình nữa. Tôi nghĩ là cái thông điệp này là hết sức có ý nghĩa đối với tất cả người dân khi tham gia giao thông. Và tôi ủng hộ cái thông điệp này nhiệt tình. Theo tôi nghĩ thì việc tham gia giao thông thì chúng ta không nên sử dụng rượu bia bởi vì là nó rất nguy hiểm đối với không những bản thân người lái xe mà còn đối với những người cùng tham gia giao thông với mình. Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà tai nạn giao thông gây ra, đặc biệt là những tai nạn do lái xe uống rượu bia, ngay từ lúc này, mỗi người dân hãy tham gia tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về văn hóa giao thông an toàn và văn minh. Hãy cùng nhau thực hiện và hành động, đã uống rượu bia, không lái xe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.